Quyển thứ 9, phần sau, Sa môn quy cơ chùa Đại Từ Ân Soạn. Phẩm tổng địa dũng xuất, 3 môn phân biệt. 1. Nói rõ dụng ý. 2. Giải thích tên phẩm. 3. Giải đáp thắc mắc. 1. Nói rõ dụng ý. Có 3 ý. 1. Trong 7 phẩm thuyết minh về học hành, lưu thông, 1 phẩm đầu thuyết minh về sở học hành, 6 phẩm sau thuyết minh về người năng hành. Trong số người năng hành chia ra làm 4 loại. Một phẩm này chính thức thuyết minh về người hiện tại đủ an lạc hạnh lưu thông kinh này. Các phẩm thọ lượng và phân biệt công đức, nhân, giải thích, điều nghi vấn nêu ra trong phẩm này mà xoay vần sinh khởi. Các phẩm tùy hỷ và pháp sư công đức, thuyết minh về công đức mà người trợ hành, chính hành đạt được do y theo an lạc hạnh mà lưu thông kinh này. Phẩm thường bất khinh nói rõ bản thân Phật xưa kia lúc ở nhân vị đã tu hành an lạc hạnh, tu hành nhẫn nhục, vân vân. Lưu thông kinh này, nay đắc thành Phật quả, khuyên các chúng sinh nên siêng tu học cho nên có phẩm này. 2. Trong 2 phẩm thuyết minh về hạnh nhất thừa, phẩm trước thuyết minh về hạnh sở hành, phẩm này thuyết minh về người năng hành cho nên có phẩm này. 3. Luận nói rằng, trong 10 thứ vô thượng, thì cái thứ 7 là thị hiện giáo hóa chúng sinh vô thượng, cho nên từ trong đất vọt ra vô lượng Bồ Tát Maha Tát. Trong này nói rõ Phật đã từng giáo hóa vô lượng Bồ Tát tu hành 4 hạnh này. Vọt ra chỉ kinh, khuyên các chúng sinh có sao chẳng học cho nên có phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm. Dũng có nghĩa là vọt lên, xuất có nghĩa là biểu hiện. Từ đất vọt lên mà biểu hiện nên gọi là phẩm tổng địa dũng xuất. Sách Ngọc Thiền giải thích dũng là vọt lên, dũng tức là như nước vọt lên cho nên phải viết là. Còn chữ là nhảy vọt chẳng phải nghĩa này. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi cớ sao chẳng nói là từ bên cạnh tới mà lại nói từ đất vọt ra, đáp chứng tỏ y vào bốn hạnh để chỉ kinh, nên vọt ra khỏi địa vị sinh tử. Thêm nữa còn chứng tỏ những người đã từng được Phật giáo hóa, đã vượt khỏi địa vị sinh tử nhưng chẳng lìa cõi này cho nên chẳng nói là từ bên cạnh tới, chỉ nói là từ đất vọt ra. Kinh văn, bây giờ các Bồ Tát Maha Tát ở cõi nước phương khác tới mà thuyết rộng kinh này, tán rằng toàn văn trong phẩm này chia làm 4 phần. 1. Bồ Tát cõi khác xin chỉ kinh. 2. Như Lai chẳng cho phép. 3. Bồ Tát phương này vọt ra. 4. Bồ Tát sinh nghi ngờ. Đây là phần đầu. Kinh văn, bây giờ Phật bảo tới thuyết rộng kinh này, tán rằng đây là phần thứ nhất, Như Lai chẳng cho phép, có 2 phần nhỏ. Phần đầu ngăn lại, phần sau nói rõ sẽ thuyết cực nhiều, cho nên nói là 6 vạn. Thực ra chẳng phải chỉ có thế. Nói rõ công đức giáo hóa của Phật ngăn chặn người khác chẳng cho phép, song nếu khiến người khác hộ trì thì cũng có tội lỗi gì đâu. Kinh văn, khi Phật nói lời ấy tới đồng thời vọt ra, tán rằng đây là Bồ Tát phương này vọt ra có 8 mục. 1. Bồ Tát từ đất vọt ra. 2. Lên không trung mà tán thán lễ bái. 3. Thần lực rút ngắn thời gian. 4. Mọi người cùng thấy. 5. Đạo sư thăm hỏi. 6. Thế tôn vị lão giải đáp. 7. Bốn người tùy hỷ. 8. Như Lai khen họ. Văn mục đầu có 5 chi tiết. 1. Đất nước. 2. Thánh vọt ra. 3. Tướng hảo. 4. Trụ xứ. 5. Con số đám đông. Đây là 2 chi tiết đầu. Biểu hiện phá được sinh tử cho nên đất nứt, tỏ rõ hướng Bồ Đề cho nên vọt ra. Kinh văn, các Bồ Tát này tới trụ trong hư không, tán rằng đây là tướng hảo và trụ xứ. Được quả do tu hành an lạc hạnh cho nên tướng hảo. Chứng chân tính được nhất thừa cho nên trụ không. Kinh văn, các Bồ Tát này tới điều chẳng thể biết, tán rằng đây là con số đám đông có 3 ý. 1. Nguyên do kéo tới. 2. Liệt kê số lượng. 3. Kết luận. Liệt kê số lượng có 8 hạng. 1. Hằng hà sa. 2. Phân hằng sa. 3. Na do tha. 4. Vạn 5.678 đơn vị. Kinh văn, các Bồ Tát này tới đối với hai Thế Tôn, tán rằng đây là mục thứ hai, lên trên không trung tán thán lễ bái, có 3 chi tiết, 1 tới tháp, 2 lễ chân, 3 cung kính tán thán. Kinh văn, các Bồ Tát này tới coi như nửa ngày, tán rằng đây là mục thứ ba, thần lực rút ngắn thời gian, có 3 ý. 1. Tán thán thời gian dài, 2. Thụ cũng lâu, 3. Rút ngắn thời gian. Bản luận nói kiếp mà kinh này thuyết là ngày đêm tháng mùa năm. Đây lấy ngày đêm tính gộp lại chẳng bỏ 25 ngày thành 50 tiểu kiếp, hoặc lại 50 ngày, 50 tháng cùng mùa năm. Tán thán công đức càng sâu thì thời gian càng dài, có thể biết hết. Thụ tán thần lực cũng ngang bằng thần lực lúc tán thán.
biến đổi bản tâm chúng sinh, bậc thánh tùy ý kéo dài hay rút ngắn thời gian, nhưng chúng sinh vì yêu pháp nên đã quên hết mệt mỏi, huống chi lại được thánh ngầm gia hộ thì sao mà sinh ra mệt mỏi chán nản được. Cho nên tứ chúng bảo rằng, như khoảnh khắc ăn xong bữa cơm, pháp thực giúp cho việc tu trì thần thông chế ngự, cho nên trải qua nhiều kiếp mà niên mệnh chẳng hao tổn. Kinh văn: Bấy giờ tứ chúng tới quốc độ hư không, tán rằng đây là mục thứ tư mọi người cùng thấy. Kinh văn: Trong các Bồ Tát này tới thầy đề xướng dẫn đạo, tán rằng dưới là mục thứ năm. Đạo sư thăm hỏi có bốn chi tiết: một, liệt kê tên; hai, đức hạnh; ba, thăm thẳng; bốn, dùng kệ mà hỏi. Đây là hai chi tiết đầu. Hạnh to đẹp to lớn, lẻ ác tiến thiện, cho nên gọi là bốn loại tứ chúng. Kinh văn: Tại trước đại chúng tới sinh mệt mỏi ư, tán rằng đây là chi tiết thứ ba, thăm thẳng, và chi tiết thứ tư, dùng kệ mà hỏi. Sách Ngọc Thiên nói: Tấn có nghĩa như vấn hỏi, có nghĩa là ngôn từ gạn hỏi, hỏi chung chung thì gọi là tấn. Kinh văn: Bây giờ Thế Tôn tới nhập ở Phật Tuệ, tán rằng đây là phục thứ sáu. Thế Tôn an ủi giải đáp có hai phần, đầu là nêu lên, sau là giải thích. Trong phần giải thích có ba mục: một, thấy Phật trồng thiện; hai, liền thụ giáo hóa; ba, hội xa cũng theo, có nghĩa là lúc đầu chẳng theo nhưng cuối cùng cũng theo. Hai mục đầu tán thán Bồ Tát, một mục sau nói về thanh văn, hoặc hai mục đầu nói về hội xa, một mục sau nói về loại thú tịch hạng chẳng mua vẻ pháp, thì nhập giải Phật Tuệ chứ chẳng phải là nhập chứng. Kinh văn: Bấy giờ các vị đại Bồ Tát tới chúng tôi tùy hỷ, tán rằng đây là mục thứ bảy, bốn người tùy hỷ. Kinh văn: Lúc ấy Thế Tôn tới phát tâm tùy hỷ, tán rằng đây là mục thứ tám, Như Lai khen họ. Kinh văn: Bấy giờ Di Lặc tới hỏi thăm Như Lai, tán rằng dưới là đoạn lớn thứ tư, Bồ Tát sinh nghi chia làm tám mục: một, tâm niệm nghĩ bụng; hai, ngữ diễn nói ra; ba, tha vấn người khác hỏi; bốn, bảng đáp giải đáp gián tiếp; năm, tán hứa tán thành cho phép; sáu, chính đáp giải đáp trực tiếp; bảy, chúng niệm suy nghĩ của mọi người; tám, thân thỉnh bày tỏ lời thỉnh cầu. Đây là mục đầu. Kinh văn: Bấy giờ Di Lặc Bồ Tát tới xin lưỡng túc tôn thuyết, tán rằng dưới là mục ngữ diễn có 19 tụng rưỡi chia làm 3 phần. Phần đầu một tụng bày tỏ chung sự nghi ngờ và xin giải đáp. Phần sau 10 tụng rưỡi xin giải đáp các nỗi nghi ngờ. Phần cuối 2 tụng bày tỏ ý nghi ngờ của mọi người. Đây là phần đầu. Kinh văn: Đó từ xứ nào tới? Tới là từ nơi nào tới? Tán rằng dưới là những sự nghi ngờ xin giải đáp chia làm 5 phần. 2 tụng lai xứ, 9 tụng lai số, 2 tụng hóa hành, 2 tụng rưỡi tên nước, 1 tụng chẳng biết. Đây là phần đầu có 3 ý: 1 lai do, 2 tán thán công đức, 3 lai xứ. Kinh văn: Mỗi mỗi vị Bồ Tát hết tán rằng đây là lai số có 3 tới vẫn chẳng thể biết. 1 tụng tổng, 7 tụng biệt, 1 tụng kết. Kinh văn: Các vị uy đức lớn tới tu tập Phật đạo gì? Tán rằng đây là mục hóa hành có 5 câu hỏi. Kinh văn: Các Bồ Tát như vậy tới chưa từng thấy sự này, tán rằng đây là tên nước. Kinh văn: Ta ở trong chúng này tới nguyện thuyết nhân duyên ấy, tán rằng đây là mục chẳng biết. Kinh văn: Nay ở đại hội này tới xin giải các nỗi nghi, tán rằng đây là phần thứ 3 của mục ngữ diễn bày tỏ ý nghi ngờ của mọi người. Kinh văn: Bấy giờ các Phật phân thân của Đức Thích Ca Mâu Ni tới từ nơi nào tới, tán rằng đây là mục thứ 3 người khác hỏi tha vấn. Kinh văn: Bấy giờ các Đức Phật tới nhân thể được nghe, tán rằng đây là mục thứ 4 bảng đáp giải đáp gián tiếp. Kinh văn: Bấy giờ Thích Ca tới việc lớn như vậy, tán rằng dưới là mục thứ 5 tán hứa tán thành cho phép có 2 phần: 1 đầu là tán thành, 2 sau là cho phép. À Thị Đà có nghĩa là vô năng thắng, đó là tên của Di Lặc, còn A Giật Đa đó là phiên âm sai. Kinh văn: Các người nền cùng nhau tới thế lực lớn, tán rằng dưới là cho phép có 2 phần, đây là trường hàng, mặc giáp tinh tiến, bị tinh tiến khải chỉ mũ trụ trong bộ áo giáp của quân đội, khiến tâm họ hăng hái ưa thích nghe pháp, tâm chẳng thoái chuyển, thì gọi là ý kiên cố, vì nghĩa sâu xa sợ họ nghi ngờ thoái lui. Đây thuyết về bốn lực: một, tuệ lực, tức là trí tính trí tướng; hai, thân pháp báo, bí mật của Như Lai nói trong phẩm Thọ Lượng; hai, thần thông lực, đó là thần thông Phật hóa thân đó; ba, phấn tấn lực, tức là quyết định sở tác vậy.
chữ âm đọc là phấn, nghĩa như dương, chữ âm đọc là tấn, còn đọc là tuấn, có nghĩa là nhanh mạnh. Này đọc theo âm sau. Khi con sư tử sau có một hành động quyết định gì thì át lông nó phải hùng hổ xù ra, thân nó nhanh mạnh dướn lên rồi mới có hành động quyết định. Ý nói này phải quyết định thuyết về các sự diệu màu tự ba thân Phật làm ra. Bốn uy mãnh lực chính tác sở tác, tỏ mọi uy lực chế phục tội phá, vì tội phá những điều chẳng tin khác, hoặc do trí tuệ cho nên phấn tấn, do thần thông cho nên uy mãnh, hoặc trí tuệ tức là hai thân pháp báo, ba thứ sau tức là thần biến, ký tâm và giáo giới, đó là ba thứ công dụng theo thứ tự của hóa thần vậy. Kinh văn: Bấy giờ Thế Tôn tới các ngươi nhất tâm nghe, tán rằng đây là bốn tụng chia làm hai, hai tụng đầu khuyên chớ sinh nghi, hứa sẽ thuyết cho, hai tụng sau nói rõ Phật, nói lời thật, khuyên hãy nhất tâm lắng nghe. Kinh văn: Bấy giờ Thế Tôn tới khiến phát đạo ý, tán rằng giới là mục thứ sáu, chính thức giải đáp có ba phần, phần đầu bảo rằng ta đã giáo hóa, phần sau thuyết minh về trụ hạnh, phần cuối một tụng cuối cùng kết luận khuyến sinh tín, đây là phần đầu. Kinh văn: Các Bồ Tát này tới chính niệm, tán rằng giới là thuyết minh về trụ hạnh có sáu mục, đây có hai mục, một trụ xứ, hai giải kinh, thông lợi là văn tuệ, tư duy là tư tuệ, ước niệm là tu tuệ. Kinh văn: A Dật Đa tới cầu vô thượng tuệ, tán rằng đây có bốn mục, một ưa tĩnh, hai tinh tiến, ba ưa thầm trí, bốn cầu vô thượng tuệ. Kinh văn: Bấy giờ Thế Tôn tới khiến phát đại đạo tâm, tán rằng đây là bảy tụng rưỡi, tụng về những điều trước kia trong chia làm năm phần, phần đầu một tụng rưỡi, phần thứ hai một tụng rưỡi, phần thứ ba một tụng, phần thứ tư một tụng rưỡi, phần thứ năm hai tụng. Đây là phần đầu, một tụng rưỡi này nêu lên sự giáo hóa của Phật. Kinh văn: Bọn này là con ta tới vì để cầu Phật đạo, tán rằng đây là hai phần kế, một tụng rưỡi đầu tụng về ưa tĩnh, một tụng sau tụng về tinh tiến. Chữ đọc là hội chỉ tâm loạn, chữ đọc là não chẳng tĩnh, thì là não cũng viết là. Kinh văn: Tại thế giới xa bà này tới đều sẽ được thành Phật, tán rằng đây là hai phần cuối, một tụng rưỡi đầu tụng về trụ xứ và thâm trí, hai tụng sau kết luận ta chỉ Phật Thích Ca thành đạo rồi giáo hóa. Những người được ta giáo hóa lúc xưa ở xứ sở Già Gia này, ngày nay đến đây, chứ chẳng phải ngày nay hiện ở tại Già Gia. Như nói, thường tại núi Linh Sơn chẳng phải là núi thường tại, vì có nghĩa là ở tại chốn núi ấy, thành này cũng thế. Kinh văn: Ta nay nói lời thật tới giáo hóa các chúng này, tán rằng đây là một tụng kết luận, khuyên hãy sinh tín. Kinh văn: Bây giờ Di Lặc tới Tam Bồ Đề, tán rằng đây là mục thứ 7 trong 8 mục của đoạn lớn thứ 4, tâm niệm của đại chúng. Kinh văn: Liền bạch Phật rằng tới hơn 40 năm, tán rằng đây là mục thứ 8 của đoạn lớn thứ 4, tỏ lời thỉnh Phật có hai phần lớn. Phần lớn đầu là văn trưởng hàng, lại chia làm 3 phần. Một phần đầu nêu ra sự khó, hai phần sau nêu ra dụ khó, ba phần cuối chính thức bày tỏ về những điều nghi nan xin giải đáp. Văn ở phần đầu này lại có hai mục, một mục đầu nêu ra nơi chốn và tuổi tác lúc thành đạo, hai mục sau chính thức bày tỏ điều nghi nan. Đây là mục đầu. Thành Già Gia là nơi cực kỳ hiểm yếu kiên cố, ít dân cư, chỉ có người thuộc đẳng cấp Bà La Môn chưa tới 1.000 nhà, đó đều là dòng dõi thuộc chủng tộc người tiên, chẳng phải phụng sự các bậc vương công được mọi tầng lớp sang hèn đều ngưỡng mộ. Dân cư trong thành được thuộc dòng dõi ưu việt, cả nước đều biết. Thành này nằm trong cõi nước Ma Kiệt Đà, có chỗ phiên là Ma Kiệt Đà. Mặt phía nam rất gần vị trí cây Bồ Đề của Đức Phật, cho nên nói là chẳng xa. Lại nói Già Gia đó là nơi sinh của Phật, là đô thành của nước Ca Duy La. Phật thành đạo dưới cây Bồ Đề tại nước Ma Yết Đà, tức là Ma Kiệt Đà. Hai địa điểm này đều ở chung Thiên Trúc, cách nhau rất gần, cho nên nói là chẳng xa. Phật chứng đắc đại Bồ Đề từ đó đến nay mới hơn 40 năm. Về nghĩa này, đại đề có hai thuyết. Một, có các bộ phái nói rằng Phật 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo. Bản khởi nhân quả kinh nói Phật 19 tuổi xuất gia, tư duy vô tướng tam muội kinh nói ngày 30 tuổi thành đạo. Trí độ luận nói lúc Phật sắp sửa niết bàn, bảo với Tu Bạt Đà La rằng ta 19 tuổi xuất gia đã cầu Phật đạo. Từ khi xuất gia tới nay đã quá 50 năm, chẳng nói rõ lúc thành đạo, thực ra lúc ấy Phật đã 80 tuổi rồi.
Về điểm này có chỗ giải thích rằng Phật 19 tuổi xuất gia, sau đó 5 năm theo tiên tu lạc hạnh, 6 năm tu khổ hạnh, năm 30 tuổi thành đạo, cho nên bảo với tu Bạt Đà La là quá 50 năm. Trong trí độ luận dùng nghĩa này, tức là dựa theo thuyết này, nay nói thành đạo 40 năm thì lúc hội pháp hoa này Phật mới 70 tuổi. Hai, cũng có các bộ và trong đại thừa nói rằng Phật 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi thành đạo, các kinh Tăng Nhất A Hàm, Trúc A Hàm, Tạp A Hàm, Xuất Diệu Kinh và Hòa Tu Mật Luận đều nói Phật 29 tuổi xuất gia. Bì Hòa Kinh, Thiện Kiến Luật đều nói 35 tuổi thành đạo. Bản Khởi Kinh nói rằng khi Phật muốn xuất gia chỉ vào bụng bà Gia Thâu mà nói 6 năm sau nàng sẽ sinh con trai. Thế rồi bà mang thai La Hầu, Phật tu 6 năm khổ hạnh, vào đêm ngày thành đạo thì La Hầu mới sinh. Chỉ nói La Hầu 6 năm ở trong thai, chẳng nói 11 năm trong bụng mẹ. Cho nên biết là Phật 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi thành đạo, trong 6 năm kiêm tu lạc hạnh, ngồi ở chỗ ông A-lam Ca-lam đắc vô sở hữu xứ định, theo học ở chỗ ông Uất Đầu Lam Tử thì đắc phi tưởng xứ định. Pháp sư Bồ Đề Lưu Tri dẫn kinh kệ rằng 8 năm làm con nít, 7 năm làm đồng tử, 4 năm học ngũ minh, 10 năm thủ ngũ dục, 6 năm tu khổ hạnh, 35 thành đạo trong 45 năm, giáo hóa các chúng sinh, chân đế tam tạng và hòa thượng Tây Vực Ký vân vân đều nói Phật 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi thành đạo. Kinh Kim Quang Minh nói Phật thọ 80 tuổi, nay nói thành đạo đã hơn 40 năm, tức là 75 tuổi. Nếu gộp cả năm mới thành đạo lại, tính thì là 41 năm, đó gọi là hơn 40 năm. Kinh Văn, Thế Tôn cớ sao tới Tam Bồ Đề tán rằng, dưới là chính thức bày tỏ điều thật thắc mắc nghi nan, có hai ý. Đầu tiên là nêu ra ba sự, sau đó kết luận là khó tin. Nêu ra ba sự gồm: một, thời gian ít mà sự lại lớn; hai, thời gian bức xúc mà đại chúng lại đông; ba, thời gian ngắn ngủi mà đức lại thắng trội. Đây là mục đầu, đã tới thượng vị sẽ thành Bồ Đề, đó gọi là sự lớn. Kinh Văn, Thế Tôn tới chẳng nắm được giới hạn, tán rằng đây là thời gian bức xúc mà đại chúng lại đông. Trên nói cho đến lúc này rất ít thời gian, điều này quán xuyến cả hai mục dưới. Kinh Văn, bọn này từ lâu tới thường tu phạm hạnh, tán rằng đây là thời gian ngắn mà đức lại thắng trội. Quan sát thấy họ lâu nay gặp duyên trồng thiện, chẳng phải là tu ít thời gian. Kinh Văn, Thế Tôn tới điều mà thế gian khó tin, tán rằng đây là kết luận thành ra khó tin, do ba sự này mà khó tin sự giáo hóa của Phật. Kinh Văn, ví như có người tới sự đó khó tin, tán rằng dưới đây là phần thứ hai, nếu ra dụ khó, sắc đẹp là ví dụ với tướng hảo trang nghiêm của Phật. Tóc đen biểu thị Phật dù 80 tuổi nhưng không có tướng già, vì lúc nào cũng thích vẻ thăm trốn cũ, hiếu tuần kiệu xứ. Đại Bát Nhã Kinh trong phần nói về 80 tướng tốt của Phật có nói rằng thường trẻ, thích chẳng già, thích thăm trốn cũ. Tuổi 25 biểu trưng cho Phật tuy đã ra khỏi vòng sinh tử nhưng vẫn thể hiện ở 25 cõi. Trên đây biểu thị Phật thành đạo cực gần, giả thử tuổi 80 mà chỉ như 25. Chỉ vào người trăm tuổi, biểu thị Bồ Tát được Phật giáo hóa, đức cả vị cao, trăm phúc trang nghiêm, bảo rằng tác sinh thành dưỡng dục, khiến đạo ấy lâu dài, sự này khó tin. Kinh Văn, Phật cũng như vậy, tới rất là hiếm có. Tán rằng dưới đây là phần thứ ba, chính thức bày tỏ những điều nghi ngờ có ba. Phần đầu nhắc lại sự bị nghi ngờ, phần 2 đoạn từ ngày nay trở xuống chính thức bày tỏ ý nghi ngờ, phần cuối đoạn từ chúng con tuy vẫn trở xuống nói rõ lý do nghi ngờ. Đây là phần đầu có hai mục. Mục đầu nhắc lại Phật thành đạo thời gian bức xúc, mục sau nhắc lại bảy đức của Bồ Tát rất lớn. Bảy đức của Bồ Tát gồm: một, thời gian tu dài; năm, tu lâu phạm hạnh; hai, siêng tinh tiến; ba, định tự tại; bốn, đắc thần thông; 6. Năng tập pháp; 7. Khéo vấn đáp, cho nên là bậc đáng quý trong loài người. Kinh Văn, ngày nay Thế Tôn tới việc công đức lớn này, tán rằng đây là chính thức bày tỏ ý nghi ngờ. Kinh Văn, chúng con tùy vẫn tới cũng chẳng sinh nghi, tán rằng đây là bày tỏ lý do nghi ngờ có 3 phần. Phần đầu nói rõ bản thân có thể thông hiển, phần sau nói rõ người khác còn nghi hoặc, phần cuối chính thức thỉnh Phật giải quyết. Tuy bản thân tôi không nghi ngờ gì, nhưng thị hiện ra tướng chẳng liễu giải, chẳng hiểu. Thỉnh Phật giải quyết điều nghi hoặc của tôi, sẽ tùy theo lời Phật tuyên thuyết mà rất tin tưởng, vì được tín thành tựu, sẽ đạt đến sự hiểu biết của Phật và được chứng thành tựu. Vì lời Phật chẳng dối, tứ đế chẳng sai. Kinh Văn,
Bây giờ di lạc tới như thực phân biệt thuyết, tán rằng giới là 11, 14 tụng chia làm 3 phần. Phần đầu gồm 5 tụng nêu sự kiện khó tin, phần sau gồm 2 tụng, tụng dụ là khó tin. Phần cuối gồm 7 tụng, bày tỏ điều nghi nan, thỉnh Phật giải đáp. Đây là phần đầu có 3 ý, 1 tụng lúc xuất gia cần, 3 tụng Bồ Tát đức cao khó tin, 1 tụng thành tựu của Phật rất nhiều, thỉnh Phật giải quyết mối ngờ. Kinh văn ví như người trẻ khỏe tới cả thế gian giận, cả thế gian chẳng tin. Tán rằng đây là tụng về dụ tóc bạc và gia nhân. Đây cùng trường hàng bổ sung thuyết minh lẫn cho nhau. Cha nói rằng cha thì sắc đẹp tóc đen tượng trưng cho sự đầy đủ tướng hảo về thăng chốn cũ của Phật. Con nói rằng con thì tóc bạc gia nhân tượng trưng cho sự tu lâu mà vẫn còn thiếu sót của Phật tử. Tóc bạc tượng trưng cho thánh đạo phải tu lâu. Gia nhân tượng trưng tuy có tướng hảo nhưng chưa viên mãn. Chữ da rẻ nhăn nheo đọc là xô. Kinh văn Thế Tôn cũng như vậy tới chủ hư không phương dưới. Tán rằng dưới là 7 tụng tụng về. Mục bày tỏ về điều nghi nan thỉnh Phật giải đáp chia làm 2 phần. Phần đầu gồm 4 tụng lặp lại sự kiện có nỗi nghi. Phần sau gồm 3 tụng bày tỏ điều nghi thỉnh Phật giải đáp. Đây là phần đầu có 3 mục. Nửa tụng đầu Phật thành đạo gần. 3 tụng sau tán thán Bồ Tát có 10 đức. Nửa tụng cuối thuyết minh trụ xứ. Kinh văn chúng con nghe theo Phật tới mà chủ bất thoái địa. Tán rằng đây là chính thức bày tỏ điều nghi hoặc, thỉnh Phật giải đáp chia làm 4 mục. 1. Nửa tụng đầu bản thân không nghi. 2. Nửa tụng kế người khác có hết điều nghi hoặc. 3. Một tụng sau nếu nghi thì sẽ bị tổn thất. 4. Một tụng cuối chính thức thỉnh Phật thuyết. Phẩm thọ lượng 3 môn phân biệt. 1. Nói rõ dụng ý. 2. Giải thích tên phẩm. 3. Giải đáp thắc mắc. 1. Nói rõ dụng ý có 5 ý. Một trong bảy phẩm học hành lưu thông thì sáu phẩm dưới. Phẩm dũng xuất nói về người có thể học hành, trong đó chia làm 4. Đoạn thứ hai thọ lượng và phân biệt công đức. Nhân giải thích điều nghi hoặc trước mà các phẩm lần lượt được nảy sinh. Trong phần trước thuyết minh về dũng xuất đều nói về sự giáo hóa của Phật, ngôi cao chúng đông. Trong hội lúc ấy sinh ra nghi hoặc, nay vạch rõ pháp thân vốn không khởi diệt, hóa Phật gần đây mới thành nhưng báo thân từ lâu đã chứng. Cho nên Phật giáo hóa chúng Bồ Tát dũng xuất ấy thì có gì mà nghi ngờ. Cho nên sau dũng xuất thì thuyết minh về phẩm thọ lượng. Trong 19 phẩm chính tông thì 5 phẩm dưới thuyết minh về quả nhất thừa. Trong đó chia làm 2 phần. 2 phẩm đầu thuyết minh về quả đã mãn. 3 phẩm sau thuyết minh về quả chưa mãn. Trong phần đầu chia làm 2 mục. Mục đầu thuyết minh về quả đã mãn. Mục cuối nói rõ đại chúng lúc ấy. Nhân đó mà chứng đắc khác nhau cho nên mới có phẩm này. 3. Trong phần luận nói về đối trị 7 mạng, thì loại thứ 7 là người không có công đức. Loại người này đối với đệ nhất thừa chẳng tích tập thiện căn và chẳng tranh thủ. Đó là loại đệ nhất tăng thượng mạng để đối trị. Với loại này thì thuyết về ví dụ thầy thuốc. Luận còn nói rằng loại người thứ 7 là loại căn chưa thành thục. Để khiến họ căn cơ thành thục thì nên thị hiện niết bàn lượng. Hiện tại chưa tích tập thiện căn thì gọi là căn chưa thuần thục, khiến họ tích tập thiện căn mong muốn tranh thủ đệ nhất thừa. Thì hiện Phật nhập niết bàn, phân hạ thì gọi là lượng, khiến họ gom góp thiện căn rồi sau đó mới điều hòa thầy thuốc đã ở tại phẩm này, cho nên mới có phẩm này. 4. Luận nói rằng trong 10 thứ vô thượng thì cái thứ 8 là thị hiện thành đại bồ đề vô thượng. Cho nên thị hiện ba loại Phật bồ đề, ba thân ở đó cho nên có phẩm này. Đây là văn tàn vì trong bảy dụ chỉ thuyết về thầy thuốc ở hậu văn, chẳng thuyết về Phật ở sơ văn. 5. Vì trong 10 thứ vô thượng thì cái thứ 9 là thị hiện niết bàn vô thượng. Cho nên thuyết dụ về thầy thuốc trong trừ bài mạng nói trên thuyết về thầy thuốc là ví hóa căn của chúng sinh chưa thành thục nên Phật thị hiện Phật nhập diệt khiến căn của họ thành thục. Ở đây thuyết về thầy thuốc là để nêu rõ Phật nhập niết bàn hóa diệt nhưng thực ra chẳng diệt. Chẳng phải như nhị thừa diệt là diệt hẳn, cho nên gọi là vô thượng. Đây chính là nghĩa tàn trong bảy dụ.